trùng phòng tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 31. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 1 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem trong phần thuyết pháp trang nghiêm của đoạn nhỏ thứ tư là ngũ căn. Đoạn nhỏ thứ năm là ngũ lực. Ngũ căn và ngũ lực có thể hợp lại mà xem, tức là tính, tấn, niệm, định, huệ. Ý nghĩa của căn thì cũng như thực vật có rễ. Rễ có thể mọc ra, có thể trì. Trì tức là có thể bảo trì, nó có thể sinh trưởng. Đây là ý nghĩa của căn. Căn có năm thứ gọi là ngũ căn, tức là tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Nói đến chỗ này, chúng ta nhất định phải ghi nhớ phía trước ba khoa tổng cộng có 12 điều phương pháp tu học. Tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. 12 điều khoa mục này vô cùng quan trọng, thông cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tứ niệm xứ là dạy cho chúng ta nhìn thấu, nhận biết, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thì anh không còn mê hoặc nữa, cho nên nó thuộc về trí huệ. Tứ chánh cần chúng tôi giảng là học tập tích công lũy đức, đoạn ác tu thiện, nhất định phải theo cái quy tắc này. Ba mươi bảy đạo phẩm này là 37 môn học, nó vượt khỏi thời gian và vượt khỏi không gian, cũng vượt khỏi tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Nó giảng là nguyên lý, nguyên tắc, thì giống như công thức của toán học vậy. Đem nó triển khai ra, thật sự ứng dụng là vô lượng vô biên. Không có một pháp nào không nương theo cái nguyên lý, nguyên tắc này mà đạt được thành tựu viên mãn. Hôm nay chúng tôi giảng đến ngũ căn, ngũ lực. Trong kinh Di Đà bắt đầu nói từ chỗ này. Tại vì sao? Vì nói đại pháp của xuất thế gian. Phần trước thông cả pháp thế gian và xuất thế gian, bây giờ tôi phải giảng cho quý vị hiểu đại pháp của xuất thế gian. Chúng ta mong cầu cái gì? Là cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật quả cứu cánh viên mãn. Cái căn này phải rõ ràng căn là cái gì. Căn là tự tánh của đương nhân, tức là chính chúng ta. Đương nhân là chính mình,
là chính ta, tự tánh của chúng ta, chân tâm, bản tánh là đà, đây là căn. Trong Phật Pháp thường nói, tất cả chúng sanh bản lai thành Phật. Bản lai thành Phật là căn. Ở trong khởi tính luận của Mã Minh Bồ Tát nói rằng bản giác bổn hữu, bản giác là căn. Bản lai thành Phật và bản giác bổn hữu, hai câu này là cùng một ý nghĩa, là nói một việc. Học giả của nhà Nho nói là nhân chi sơ tánh bản thiện, cái bản thiện đó là căn. Ở trong hệ niệm pháp sự của Đại sư Trung Phong dạy cho chúng ta rằng tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Tâm Phật là một chẳng phải hai. Đây tức là căn. Tất cả thiện pháp thế gian và xuất thế gian đều từ trong cái căn này mà sanh ra. Người thế gian không tin trên cái thế giới này có người tốt. Chúng tôi nghe rất nhiều người nói rằng nhân tánh cũng là bất thiện, nhân tánh cũng là ác. Loại người này chẳng có căn. Không phải họ chẳng có căn là không tin họ có căn. Không tin tất cả chúng sanh có căn, đó thì là rất phiền phức. Sở hữu tất cả ác niệm, ác pháp, ác nghiệp đều là từ chỗ này mà sanh ra. Tất cả tội ác, tất cả nguồn gốc tai nạn, họ không tin nhân tánh bản thiện. Họ không tin tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Họ không tin tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Việc này thì rất phiền phức. Họ không tin, chúng ta cũng không thể trách móc họ. Nho và Hợp Phật đều nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì sao họ không tin? Trong Tam Tự Kinh nói, cậu bất giáo, tánh nải thiên, tánh tương cận, tập tương viễn. Từ bản thiện nhân tánh mà nói, sở hữu tất cả bản tánh của chúng sanh đều là thiện, đều là như nhau. Tại sao lại biến đổi không như nhau, trở thành tập tánh không như nhau? Không phải là bản tánh. Cho nên chúng sanh thông thường họ đem tập tánh của chúng sanh cho là bản tánh, đã nhìn sai. Cái sai lầm này thật là sai một hào ly, đi xa ngàn dặm. Chúng ta không dễ dàng. Cậu bất giáo, tánh nải thiên, chúng ta nhờ gặp được thầy tốt thì chỉ dạy cho chúng ta phải hiểu rõ
Khi chúng ta đã giác ngộ thì chúng ta khẳng định tự tánh của mình là bản thiện, tâm của mình đích thật là tâm Phật. Chúng ta khẳng định tự mình có chân tâm, tâm của chính chúng ta. Đích thật là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là chánh giác, là từ bi, một tí cũng không hoài nghi. Tại sao bây giờ cái tánh đức này cũng không còn nữa? Khi đối người, đối sự, đối vật thì giả dối, nhiễm ô. Nhiễm ô, không bình đẳng, ngu si, tự tư tự lợi. Tại sao lại trở thành cái dáng này? Là bởi tập tánh. Không có người chỉ dạy, không có thầy tốt chỉ dạy cho anh. Ngày nay cái xã hội này không tốt. Xã hội là một cái lu nhộm lớn. Phật tại trong kinh nói là ngũ trược ác thế. Trược tức là cái lu nhộm, kiếp trược. Kiếp trược tức là cái thời đại này không tốt, là loạn thế. Nói kiếp trược mọi người không dễ hiểu, nói loạn thế thì mọi người đều dễ hiểu. Phiền não trược, vô số chúng sanh có ai mà không có phiền não? Phiền não đều rất nghiêm trọng. Kiến trược là kiến giải. Phiền não là nói tư tưởng, tư tưởng hỗn loạn. Kiến giải bất đồng, đây là trược thế, là cái gốc ở trong ngũ trược. Anh đối với ngũ vũ trụ nhân sinh, đối với tất cả nhân sự vật đã nhìn sai, là kiến trược. Đã nghĩ sai là phiền não trược. Có một trược thì tất cả đều trược. Thì phiền phức cũng đến. Cho nên ngày nay chúng ta đang ở trong thời đại nào? Tại sao lại có cái thời đại này? Bởi vì cái thời đại này chẳng có lời dạy bảo của Bậc Thánh Hiền Nhân mới trở thành cái dáng này. Mọi người không tin lời dạy bảo của Bậc Thánh Hiền Nhân. Sách cổ của Thánh Hiền Nhân là vô cùng quý báu. Bởi vì anh không tin, tuy rằng có sách cổ, anh lật cũng không muốn lật xem. Anh nghĩ rằng loại sách đó là đồ cũ, loại sách đó không hợp với thời đại, thì anh hoàn toàn chẳng có đi nghiên cứu nó, chẳng có đi liễu giải nó. Đây là tội lỗi. Không phải là thái độ của người có học thức. Một tí cũng không hết lòng học tập. Những người thật sự có học thức, người ta nói cái đó tốt, ta phải tỉ mỉ nhìn xem. Nói cái kia không tốt, ta cũng phải tỉ mỉ nhìn xem. Mọi người đều nói tốt, ta phải biết cái tốt đó ở tại đâu. Mọi người nói không tốt, ta cũng phải biết nó không tốt ở tại đâu. Cũng phải hết lòng đi nghiên cứu, đây mới có thể chân thật thành tựu sự học hành. Lời nói này là năm xưa của giáo sư Phương Đông Mỹ dạy cho tôi.
là thái độ căn bản của sự học vấn. Tuyệt đối không thể nói rằng người ta nói tốt thì chúng ta hùa theo, người ta nói không tốt thì chúng ta từ chối. Đó là anh đã sai lầm. Tự mình nhất định phải tự đi tiếp xúc, phải đi nghiên cứu. Thường thường khi vừa nghiên cứu thì phát hiện ra người khác nói cái thứ đó không tốt, nhưng ở bên trong có cái rất tốt. Có cái rất tốt ở bên trong, người thông thường nói tốt, anh lại phải tỉ mỉ mà nghiên cứu. Bên trong có rất nhiều sơ hở, chưa chắc là thật tốt. Người khác nói cũng nói theo thì thường hay bị lừa gạt, đã bị họ lừa dối. Những người thật sự có học thức vĩnh viễn là khiêm tốn cung kính, thì tự mình thật sự mới được thành tựu học vấn đạo đức. Cái đạo lý này thật tại mà nói cũng không khó hiểu. Khi chúng ta nghĩ đến thời cổ xưa, thứ đạo lý này hầu như tất cả những người học hành đều biết được. Hiện nay, từ một thế kỷ này đến nay, không nói đạo đức, nhất là những người còn trẻ tuổi. Tôi nói những người trẻ tuổi là những người tuổi tác khoảng chừng 50, 60 tuổi vậy. Trong đời này chưa có nghe nói qua. Quả thật là bi ai. Chúng tôi sắp đến cái tuổi 80, đã bước gần đến biên giới. Đích thật là biên giới. Sau này nếu chẳng có người nói nữa, tôi cũng không nói, thì quý vị làm sao biết được? Không còn nghe được lời dạy bảo này. Cho nên thiện tâm, thiện ý, tức là từ bên trong phát sinh ra sự nhận biết chính xác, khẳng định tất cả chúng sanh cái tánh là bản thiện, khẳng định tất cả chúng sanh có Phật tánh, khẳng định tất cả vô tình có pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một cái tánh. Nếu anh muốn thâm nhập Đại Thừa, anh phải khẳng định sở hữu tất cả vạn pháp là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là cái căn, là cái căn của vũ trụ vạn hữu. Chúng ta tin tưởng điều này, cái căn là tương đồng, cái căn là bình đẳng, cái căn chẳng có khác nhau. Ta và anh, ta và họ, mọi người chúng ta không như nhau, thì thổ dân Úc Châu nói là biến chủng. Đã biến như thế nào? Là đã mê, đem cái căn bản đã mê mất. Đã mê mất căn bản thì trở thành biến chủng. Biến chủng thì rất là đáng thương, suy nghĩ lung tung, nói càng làm bậy, đã mang lại rất nhiều tai nạn, tự làm tự chịu. Khi một người nhận biết cái căn, hiểu rõ cái căn, tất cả không quên căn bản, thì cuộc sống của họ rất mỹ mãn, rất hạnh phúc. Hoàn cảnh cư ngụ của họ gọi là nhất chân pháp giới, gọi là cực lạc thế giới. Đó là có căn, có căn, có lực. Là thế xuất thế đại học vấn, là nền tảng cơ sở ở tại đây.
Anh xem ngày nay, sự phân tranh trên, sự phân tranh trên thế giới, người sáng mắt Phật Bồ Tát, đại thiện tri thức, trong mắt của họ nhìn rất là cảm thán. Đích thật như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tiên nhân vô tri, những bậc trên đã sơ sót, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Họ chẳng có bảo chúng ta, chẳng có dạy cho chúng ta thù vô quái giả. Ngày nay chúng ta tạo tác những tội nghiệp như vậy, chịu sự quả báo khổ nạn như vậy, thánh hiền nhân không tránh mắt chúng ta, không trách mắng chúng ta. Tại vì sao? Vì số người này chẳng có tiếp nhận sự giáo dục, họ đã làm sai, cũng đã sai. Cái sai này phải truy ký, truy cứu là sự sai sót của bậc trên. Bậc trên, trên bậc trên cũng sai, cũng sơ sót. Sự truy cứu này của chúng ta ít nhất truy cứu đến 200 năm về trước. 200 năm trước, đối với nền giáo học của Thánh Hiền đã sơ ý. Lúc bây giờ tuy rằng cũng có dạy, nhưng không hết lòng. Dạy cho nhi đồng, dạy cho người trẻ tuổi không được nghiêm khắc, không như thời cổ xưa được nghiêm khắc như vậy. Trong kinh Tam Tự, trong Tam Tự Kinh nói: giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Cha mẹ và sư trưởng chẳng có làm hết trách nhiệm của mình, anh phải liễu giải cái đạo lý này, liễu giải cái chân tướng sự thật này, thì anh mới biết được căn nguyên của sự lỗi lầm này ở tại đâu. Căn nguyên là ở tại cha mẹ và sư trưởng. Cho nên làm bậc cha mẹ không đơn giản. Dưỡng bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm sư chi đọa. Còn cháu đời sau không theo chánh đạo, theo tà đạo, cha mẹ và sư trưởng phải nhận lấy nhân quả. Nhận lấy cái nhân quả này rất lớn. Chúng ta từ những chỗ này có thể thể nghiệm được rất sâu sắc là thế, là xuất thế gian đệ nhất đẳng công đức. Đệ nhất đại thiện là việc gì? Là dạy học, lấy chánh pháp truyền thọ cho chúng sanh. Điều này ở tại Trung Quốc rất rõ ràng. Khổng Lão Phu Tử dạy học 5 năm, chuyên tâm dạy 5 năm. Ngài phụ trách dạy học, nghiêm khắc chỉ dạy học trò. Ngài trở thành vạn thế sư biểu. Tại vì sao? Có rất nhiều người một đời gánh vác công việc giáo dục, đã làm mấy chục năm, sống lặng lẽ âm thầm. Vì sao Khổng Lão Phu Tử dạy 5 năm mà có sự thành tựu như thế? Là vì Ngài tận tâm tận lực chỉ dạy. Thật sự hy vọng cho đời sau có nhân tài xuất hiện, hy vọng học trò thật sự có giác ngộ, thật sự có thể tu dưỡng đạo đức, đoạn ác tu thiện, vì nhân dân, vì quốc gia, vì chúng sanh tạo phước,
vị thầy này đã thành tựu. Lão sư là bậc thầy, dùng lời ở trong Phật pháp của chúng ta mà nói, tức là phổ độ chúng sanh. Việc phổ độ chúng sanh là để cho học trò đi thực hiện. Anh đối với học trò, nếu không dạy dỗ cho đàng hoàng thì học trò không thể thành tựu. Cầu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì không thể thực hiện được. Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta thị hiện, buông bỏ thế gian sở hữu tất cả danh văn lợi dưỡng, địa vị, quyền lực, cả thể đều buông bỏ, gánh vác công việc giáo dục xã hội. Tại vì sao? Đây là Ngài thị hiện cho chúng ta xem, cái công việc này là thế xuất thế gian đệ nhất đẳng đại sự nghiệp. Nếu Ngài chẳng có chân thật trí huệ thì Ngài không thể làm, thì Ngài không thể tự nguyện làm. Chân thật trí huệ đây là sự nghiệp chân thật. Cổ kim trung ngoại, biết bao nhiêu lịch đại hoàng đế, có mấy vị biết được? Nhưng ở trên thế giới, những người gánh vác nền giáo học chánh pháp, chẳng có ai mà không biết, chẳng có ai mà không kỷ niệm họ. Những người sáng lập của mỗi một tôn giáo đều là nhà giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên rất vĩ đại. Trải qua ngàn năm vạn thế, biết bao nhiêu người tôn kính, sùng bái họ mà vẫn hướng theo Ngài học tập. Cho nên cái căn vô cùng quan trọng. Nếu anh nhận biết cái căn là gì, cái gì là thiện căn, cái gì là ác căn, tùy thuận tánh đức là thiện căn, trái nghịch tánh đức là ác căn. Tính tấn niệm định huệ người nào mà không có? Nhưng vấn đề lòng tin của anh là cái gì? Ở trong chú giải của cổ đại đức nói, lòng tin chúng ta tin là chánh đạo và trợ đạo. Cái gì là chánh đạo, cái gì là trợ đạo phải rất rõ ràng, rất minh bạch, không được mập mờ. Chánh đạo là cứu cánh viên mãn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả chúng sanh đều có, là vốn có. Hiện tại anh đã mê mất. Cái gì là trợ đạo? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn là trợ đạo. Chúng ta ở tại nơi đây tỉ mỉ mà quan sát kiểm điểm,
pháp môn nào thích hợp cho ta thì ta chọn lấy cái pháp môn đó. Phải một môn thâm nhập. Cái pháp môn này đã trở thành chánh đạo tu học của ta. Quý vị phải hiểu được cái chánh đạo và trợ đạo này. Ở trong chánh đạo có chánh đạo, có trợ đạo. Ở trong trợ đạo cũng có chánh đạo và trợ đạo. Ngày nay chúng ta chọn lựa pháp môn tịnh độ. Kinh điển y cứ của pháp môn tịnh độ là ngũ căn ngũ kinh nhất luận, là chánh đạo của chúng ta. Những kinh luận khác chư tổ sư vì chúng ta chọn lựa, chỉ dạy cho chúng ta phải xem, phải tu học, là giúp thêm pháp môn niệm Phật của chúng ta. Đó là trợ đạo. Chúng ta phải tin tưởng điều này. Phải tin tưởng chánh đạo và trợ đạo. Phải có căn. Có căn có căn thì không bao giờ thay đổi. Nếu hoặc tin hoặc nghi, hoặc tin hoặc không tin, đó là lòng tin của anh chẳng có căn. Tin có căn, anh đối với tịnh độ tông này tin có căn, thì tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong ao thất bảo sanh ra một đóa hoa sen. Ở trên đóa hoa sen này có tên của anh. Lòng tin phải có căn, tuyệt đối không thể có nghi hoặc. Hiện nay kinh Vô Lượng Thọ, kể cả bản dịch gốc và bản hội tập, tổng cộng có 9 bản. Không nên hủy bán, không nên có ý kiến. Anh ưa thích bản nào thì anh chọn lựa bản đó. Thì cũng như ăn đồ ăn vậy, mỗi người khẩu vị không giống nhau. Chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Ta ưa thích ăn ngọt, không thể bắt buộc người ta cả thể đều ăn ngọt. Nếu là như vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật cần gì giảng nhiều kinh điển như thế, cần gì nói nhiều pháp môn như vậy. Một môn thì được rồi. Anh nhìn xem, Đức Phật rất từ bi, Đức Phật rất tùy thuận nhân tình. Chúng sanh ưa thích pháp gì thì Ngài thiết pháp môn đó. Một tơ hào cũng không miễn cưỡng. Đây là sự vĩ đại của Đức Phật. Đây là đại đức đại trí của Đức Phật, khiến cho tất cả chúng sanh đều tôn kính và ngưỡng mộ Ngài. Chính bản này chúng ta triển khai mà xem. Vào năm xưa, tôi đem chính bản này in thành một cuốn. Gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh Độc Bản. Toàn bộ anh cũng có thể xem được hết. Trong chính bản, anh ưa thích bản nào thì anh dùng bản đó. Chẳng có bản nào mà không tốt, bởi vì nó là giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng như là bản thuyết minh, bản giới thiệu vậy. Dạy phương pháp cho anh cũng là trì danh niệm Phật.
Trong kinh giảng được một tí cũng không sai, là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Ở trong chính bản này cũng có nói cách này: người niệm Phật tu cái gì? Anh phải biết là tu nhất tâm bất loạn, chuyên tu tâm bất điên đảo. Anh đối với tất cả các pháp nếu có nghi hoặc thì tâm của anh làm sao có thể định được, làm sao có thể thành tựu nhất tâm của anh, làm sao anh có thể đạt được bất loạn? Bất loạn là trí huệ, nhất tâm là thiền định, là tu định huệ. Ý kiến của anh rất nhiều, sự chấp trước rất nặng. Đây là tự anh làm chướng ngại mình, không phải là người khác làm chướng ngại anh. Tự ta đã chọn lựa. Có một điều tiêu chuẩn rất đơn giản. Điều thứ nhất, lý luận và phương pháp, cảnh giới của nó chẳng có sai lầm. Chúng ta ở trong kinh Đại Thừa có thể đi so sánh, chẳng có sai lầm. Bản kinh văn này cạn cợt, dễ dàng đọc tụng, dễ dàng lý giải. Thích hợp với trình độ của những người hiện nay. Quyển kinh này là một bản rất tốt. Bây giờ chính bản này bày ra ở trước mặt anh. Mỗi một bản anh cũng đọc qua. Bản nào dễ đọc? Là bản này dễ đọc. Là bản hồi tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, là không sai, là dễ đọc nhất trong chính bản. Chẳng có câu nào khó hiểu. Vậy thì ngài hội tập có sai lầm hay không? Đem năm loại bản dịch gốc tường tận mà đối chiếu thì lòng tin đã đầy đủ. Tôi xin thưa với chư vị đồng học, tôi không bằng mọi người. Tôi so với mọi người tôi không bằng. Điều suy nghĩ trong lòng của người ta rất tinh tế. Tôi chẳng có tinh tế như vậy. Nhưng tôi có một sở trường là tôi tin tưởng thầy. Bản hội tập này thầy giao cho tôi. Tôi chẳng có đem năm loại bản dịch gốc mà đối chiếu. Tôi chẳng có làm cái công việc này. Mãi cho đến hiện nay cũng chẳng có làm cái công việc này. Tôi tin tưởng thầy. Thầy không bao giờ hại tôi. Thầy đã học suốt một đời, trí huệ của ngài đức hạnh của ngài, lời dạy bảo của ngài đáng được cho tôi tôn kính. Tôi đối với ngài một tí hoài nghi cũng chẳng có. Cho nên ngài dạy cho tôi thì tôi tiếp nhận, thì tôi y giáo phụng hành. Bất cứ người nào ở trước mặt tôi bàn tán lung tung, tôi không bao giờ tiếp nhận. Tôi cũng không bao giờ phản đối. Tại vì sao? Vì tôi đã tuân thủ lời dạy bảo của Phật Đà. Tôi đã tuân thủ lời dạy bảo của Tổ sư. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đối với tất cả tri kiến không đồng.
kiến giải không đồng. Tại trong đàn kinh của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy cho chúng ta như vậy. Phải như thế nào, phải dùng thái độ gì là chấp tài khiến hoan hỷ. Ta không biện bác cùng với người ta. Chấp tay là ta đối với người cung kính. Ta vẫn đi con đường cũ của ta. Ta vẫn dùng phương pháp tu hành cũ của ta. Không bao giờ bị người ta làm lay động. Ta đối với người tôn kính. Ta không bao giờ có một câu nói phản bác người. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta là mật tấn. Mật tấn thật tại mà nói, tức là chỗ nói của nhà Nho, kính nhi viễn chi. Viễn không phải là lìa khỏi rất xa, không phải là ý nghĩa này. Viễn tức là cách nghĩ, cách làm của họ. Ta không bao giờ y theo họ mà làm. Ta vẫn là y theo kinh luận mà làm. Ta tự có khả năng thì tự mình chọn lựa kinh điển. Nếu tự mình chẳng có khả năng thì thầy giúp cho ta chọn lựa kinh điển. Trong đời này tôi học kinh luận đều là có thầy giúp tôi chọn lựa, đều là nhờ có thầy chỉ dạy cho tôi. Thành thật mà nói, tự tôi vẫn chẳng có khả năng chọn lựa kinh điển. Tôi thừa nhận tôi là người căn tánh trung hạ, không phải thượng căn. Người thượng căn có, người thượng thân căn, thượng thượng căn có, tôi không gặp. Điều này không quan hệ. Dù là hạ hạ căn gặp được chân thiện tri thức như đồ đệ thợ gia vá chảo của pháp sư Đế Nhàn, đó là hạ hạ căn. Gặp được chân thiện tri thức, pháp sư Đế Nhàn dạy cho ông ta một câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mệt rồi thì đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong rồi thì tiếp tục niệm. Quả thật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì ông ta thật sự đã thành công. Nếu ông ta có hoài nghi, nếu ông ta có xen tạp thì không thể thành công. Cái bí quyết thành công của ông ta tức là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ông ta đã thành công. Lòng tin không phải là một việc dễ. Tin có căn, có lòng tin thì tuyệt đối không bao giờ bị lay động, suốt đời không bao giờ thay đổi, thì đạo nghiệp của người này nhất định được thành công. Điều thứ hai là tấn căn. Tấn cũng là đối với chánh đạo và trợ đạo. Siêng năng không ngừng, dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối tuyệt đối không bao giờ có một ngày buông lỏng giải đãi. Nếu có một tí khế nhập vào cảnh giới thì vui sướng không thấy mệt, gọi là học như thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Đích thật là vui sướng không thấy mệt mỏi. Niệm
niệm tức là hệ niệm trong tâm. Trong tâm đã hệ niệm, tức là chánh đạo và trợ đạo. Ngày nay những người niệm Phật chúng ta mục tiêu là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Đây là cái giai đoạn chánh đạo và trợ đạo của chúng ta. Trợ đạo là cái gì? Là đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Cổ đại đức thường thường dạy cho chúng ta đoạn nhất thiết ác, tu nhất thiết thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác tự mình nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Cái gì là ác? Tự tư tự lợi là ác. Đại công vô tư, làm lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh là thiện. Có số người nghe rồi không nghĩ như vậy. Tại sao đối với ta có lợi gọi là ác? Ở trong pháp thế gian thì nói được thông. Ở trong pháp xuất thế gian thì quá đổi sai lầm. Sai ở chỗ nào? Là ngã chấp không thể phá được. Pháp xuất thế gian, cái quan ải đầu tiên là phải phá ngã chấp. Đối với ta có lợi ích là tăng trưởng ngã chấp. Trong kinh Kim Cang nói ngã tướng, ngã kiến, anh niệm niệm đều kiên cố chấp trước, tăng trưởng ngã tướng, tăng trưởng ngã kiến. Cái ngã chấp này của anh đến bao giờ mới có thể phá được? Ngã chấp không phá thì không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên Phật đem điều này để tại thứ nhất. Chúng ta khởi tâm động niệm đích thật là làm được vô ngã. Vô ngã cụ thể mà nói tức là tuyệt đối chẳng có lợi ích của mình. Cho nên tự tư tự lợi phải triệt để buông xuống. Làm thế nào phá ngã chấp? Cái bí quyết của phá ngã chấp là khi khởi tâm động niệm, tất cả hành vi phải vì xã hội, vì chúng sanh, vì chánh pháp trụ lâu. Tuyệt đối chẳng có tơ hào vì lợi ích cá nhân thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc một tí cũng không có trở ngại, đi được rất tự tại. Thường thường phải ghi nhớ Phật dạy cho chúng ta cách nhìn đối với vũ trụ nhân sanh. Tất cả nhân sự vật đem cái quan niệm sai lầm cải chính trở lại. Trong kinh Kim Cang nói được rất hay: phàm sự hữu tướng giai thị hư vọng. Cho nên vọng niệm vừa khởi, ưa thích cảnh giới thì lòng tham luyến nổi dậy. Phải biết phàm sở hữu tướng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cũng như một thao nước lạnh đổ xuống thì tâm của anh đã yên lặng. Khi gặp được quan gia đối đầu rất là trái mắt, nhân sự vật trong lòng thật không vui. Kinh dạy phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng nguyện bào ảnh. Thì trong tâm của anh lập tức yên lặng, liền đề khởi một câu A-di-đà Phật. Ta biết đi đến cái thế giới này là để du lịch 2 ngày thì ta rời khỏi. Cái thế giới này tốt cũng được, không tốt cũng được, cùng với ta chẳng có liên quan gì. Ta hà tất nhọc lòng lo nghĩ? Có duyên thì ta khuyên họ hành thiện, không có duyên
thì chúng ta làm cái gương tốt cho họ xem. Họ xem hiểu được là phước báo của họ, xem không hiểu thì thôi. Không nên so đo từng ly từng tí. Phật Bồ Tát thị hiện tại thế gian này, họ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tất cả đều là giáo hóa chúng sanh, vì người diễn thuyết. Chưa từng có ngừng nghỉ vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, làm cho người ta xem. Thuyết là nói rõ cho người ta biết. Tự mình chẳng có tơ hào ham danh lợi. Không có xen tạp một tơ một hào. Cho nên làm mà không làm, không làm mà làm, quả thật là rất tự tại. Nếu xen tạp có mình trong đó thì là rắc rối. Tại vì sao? Vì ở trong anh có lợi hại được mất. Chỉ cần xen tạp lợi hại được mất thì anh khởi tâm động niệm, cái đầu tiên thì nghĩ đến lợi ích của mình, thường thường làm sai việc. Nếu hoàn toàn chẳng có sự lợi hại được mất của cá nhân mình, anh mới thật sự buông được xuống, buông xuống tất cả thân tâm thế giới, thì tâm của anh được giải thoát, trí huệ của anh đã khai mở. Ngoại trừ điều này ra, không thể có một tạp niệm, bất cứ một ý niệm gì xen tạp vào trong thì đều không thể được. Quả thật là không để phân hào bất tịnh xen tạp, không để phân hào bất thiện xen tạp. Tâm phải làm đến thuần tịnh thuần thiện. Định, đây là nhiếp tâm. Nhiếp tâm, thâu tâm. Mạnh Phu Tử nói được rất hay: học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm như dĩ. Đó là định công. Tâm của ta không còn hướng ngoại phan duyên. Chẳng những là trong thế pháp không phan duyên, trong Phật pháp cũng không phan duyên, thì tâm của anh đã được chân định. Đại sư Ấn Quang một đời chỉ dạy cho chúng ta, tức là cái phương pháp này. Đây là Đức Thế Tôn tại trong Kinh Đại Tập đã nói: trì danh niệm Phật là vô thượng thâm diệu thuyền. Vô thượng thâm diệu thuyền là niệm Phật. Nhiếp tâm ngay trong Phật hiệu. Ngoại trừ một câu Phật hiệu này ra, trong tâm ý niệm gì cũng chẳng có. Đây gọi là định căn. Cái định này gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội đã có căn. Ngoại trừ điều này ra, tâm trong tâm của anh cái gì cũng chẳng có. Niệm niệm cùng với A Di Đà Phật tương ưng. Niệm niệm cùng với Kinh Giáo Tịnh Tông tương ưng. Thì gọi là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật.
Huệ căn là trí huệ quán chiếu. Chiếu kiến thế xuất thế gian chân tướng của tất cả các pháp. Huệ căn của anh đã có căn. Có căn thì rất khá, anh sẽ không bị lay động, tức là chân của anh đứng được rất vững vàng, như bất động. Phần tự độ đã xong thì anh còn phải nghĩ đến giúp đỡ cho người khác, thì cần phải có lực. Ngũ căn tăng trưởng thì đã có lực rồi. Lực thực tại mà nói, cái căn này của mình đã thâm sâu, có thể giúp đỡ cho người khác phá trừ nghi hoặc, giúp đỡ cho người khác xây dựng ngũ căn. Bây giờ thời gian đã đến,